Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Một cái ngày lên đơn trên biển thì tụi Hòa lên tàu ra biển từ khoảng 7 giờ tối. Thì lúc đó khoảng 3 giờ mấy sáng cũng lên trên biển đâu đó tầm 8 tiếng mấy rồi đó. Khoảng tới 6 giờ sáng mình về là mình làm mấy ngày liền vậy đó. Thì cái cảnh đó đánh không phải dưới đất mà đánh trên thuyền, mà đánh ngay giữa biển nữa, đâm ra là thuyền nó cứ lung lay. Gió thổi rất là mạnh, mà lúc nào tàu nó cũng dày. Rồi cái cảnh đánh nhau trên đó và vừa phải giữ thăng bằng, rồi vừa diễn xuất. Đó, đứng đây nè. Bắt ta đi thái. Cái lúc mà mình đánh anh Văn á, thì sóng nó mạnh, quýnh trúng ông mấy lần luôn. Chỉ nghe anh Văn, à, trúng rồi Lực ơi, đánh trúng mắt anh nữa rồi. Mà tới độ mà trời ơi tôi lại ăn đòn nữa rồi, thấy thương lắm. Bắt đầu đứng đánh thì còn đỡ, xong rồi bắt đầu lăn lộn giật lộn qua lộn lại lên, lúc đó là mắc ói. Rồi. Đến gần hơn 4-5 giờ sáng là Luật chịu nổi nữa, Luật đã vào bờ trước. Từ ở ngoài bờ mà chạy vô á, mà nó xa, mình cảm giác nó xa dễ sợ luôn. Khi mà Lực đã vào bờ xong rồi, anh nói lại khoảng nửa tiếng sau là anh ói. Thế là phun ra phiêu. Thật sự là trong đoàn là hơn nửa đoàn ekip là ói và phải liên tục đưa cano vô bờ rồi đưa người mới ra reset. Cái sức khỏe hầu như tất cả mọi người nó đều đuối dần á, đâm ra mình phải tranh thủ mình nghỉ ngơi để mình tịnh dưỡng lại, xong rồi mình lại tiếp tục chiến đấu tiếp.